Đầu tiên nhá, em vào cái chỗ cửa sổ màn hình này, xong rồi gõ CMD để xem địa chỉ IP của nó. Xong rồi, sau khi vào CMD xong thì gõ IP config. Ở đây nó sẽ chỉ ra địa chỉ IPv4 của nó là 192.168.0.60. Ở đây thì chỉ cần nhìn xem là nó là 192.168.0 hay .1 thôi. Để mình chỉnh địa chỉ IP ở trên máy mình. Sau khi mà nhìn thấy IPv4 của nó là 192.168.0 nhé, thì sẽ vào đây, vào cái chỗ biểu tượng mạng ấy, kích chuột phải, sau đó chọn Open Network and Internet Setting, sau đó chọn nó trên Adapted Option, click click đúp vào chỗ mạng ấy, đệ tử của mạng, sau đó là ấn vào Property. Chọn cái Internet Protocol version 4, chỗ TCP/IPv4. Thì gọi là outlet, outlet một. Sẽ chọn xuống cái này, chọn 192.168.0.1. Đấy, và chọn một địa chỉ IP tĩnh cho em luôn, 192.168.0.0. Thì mình bây giờ từ 1 đến 254 số nào cũng được. Thay vào đây không? Ví dụ cũng thích số 23 thì cũng có 23 thôi. Rồi, ấn OK. OK tiếp. Như vậy là được. Tắt đi, không em vào mạng là OK. Đúng chưa? Thì làm luôn, còn đến